Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời, để cho ta thấy đất nước ta thật rộng lớn. Đây là trên đỉnh, dưới kia là một lòng trào ruộng lúa. Bên kia là một vách núi dựng đứng. Đây là một cây căn diệp, lan căn diệp siêu to khổng lồ, lan căn diệp đột biến. Đây là vòi hoa của nó, mùa hoa vừa rồi vừa mới tàn, cuống hoa vẫn còn, vòi hoa vẫn còn rất tươi. Đây, rất là, cây này rất là lớn, các loại rễ bám tùm, bám hết cái thân cây này. Thân cây này cỡ vành khoảng 40-45. Đây là này, có thể là mầm lá nó. Loại này nhìn lướt qua thì sẽ là không có lá, nhưng mà nhìn kỹ vào thì sẽ có một hai lá rất là bé và không rõ ràng. Loại này rất là hiếm khi thấy được cái lá của nó. Vòi hoa này thường thì loại hoa căn diệp này vòi hoa cũng khá là dài, cứ khoảng 40 cm. Nhà cây này, vòi này thì bị con gì nó cắn đứt đi rồi. Đây, con gì ăn cả dế nó đây. Đấy, dế đứt đoạn trên này, này. Đây là một trong những loại lan hiếm, một trong những loại lan hiếm có. Nói hiếm có thì không phải là hiếm có trong thiên nhiên, mà ý em nói là hiếm có, là hiếm có người chơi. Trong thiên nhiên thì rất là nhiều, nhưng mà người chơi thì cực kỳ ít, bởi vì nó chỉ là một loại lan tầm thường. Đây có một bụi helen đang chuẩn bị nở các bạn ạ. Dưới này là vực nhé. Có khá nhiều nụ. Đếm sơ qua thì có khoảng 14 nụ. Số nụ bé.
một số nụ, có một nụ này đang nở, hé nở này. Góc quay khó quá, không quay được. Ngoài này thì vướng dây này. Những bông vàng đang chuẩn bị nở. Bây giờ mới là đầu đầu mùa hà, đầu mùa lan hài hay lên này. Chỗ này mà nở một loạt thì 15 bông vàng rực luôn các bạn. Một bụi. Đây là những cây siêu mini, siêu hoa. Khóm này có khoảng 8 bông hoa, cả hoa và nụ. Trên này thì có 2 bông này, một bông và một nụ này. À đâu, dưới này có 9, à 8 nhỉ. 9 bông, 9 nụ. Đấy. Bám ở vách đá rất là treo leo này, khô cằn luôn.